bần đề thăng giai ngã quỳ lư hương xa nhiệt kỳ pháp giới mong quân chư nghi. Dạ, tại xin chào của chú anh chị và các bạn ha. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại chùa cả nhà. Tăng đây là một cái tang lễ ha cả nhà. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin ông Quỳnh Văn Lắm, nghệ danh là A Lê Dũng, sinh năm 1950, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, từ trần lúc 20 giờ 8 phút ngày 27 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão, hưởng thọ 74 tuổi. Linh cữu hoàn tại vãng sanh đường chùa Pháp Hội, hẻm 702 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ là lễ nhập quan vào lúc 23 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 11 năm Quý Mão. Lễ động quan sẽ lúc vào 6 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão. Sau đó linh cữu sẽ được đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ xuất, quy mong quý vị niệm tình tha thứ. Thì đó cô chú anh chị, đây là cái tang lễ của ông Quỳnh Văn Lắm, nghệ danh là A Lê Dũng. Cô chú anh chị biết đây, ông đã từng là một tài tử đóng trong bộ phim Biệt Động Sài Gòn hay cả nhà. Hôm nay ông đã từ trần rồi. Cô chú anh chị mình A Lê Dũng từng đóng vai anh lính trong phim Biệt Động Sài Gòn, vai người nông dân trong án xưa tích cũ và một số vai diễn phụ khác trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Những ngày cuối đời, diễn viên A Lê Dũng chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Hơn 2 tuần qua, ông nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia đình thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bệnh tình tiến triển xấu, người thân đã báo tin đã xin xuất viện, đưa về nhà và mất vào ngày tối 27 tháng 12. Nghệ sĩ Hồng Tơ, Lê Bảo, Trí Thiện, ca sĩ Phương Tử Long, MC Nhan Ngọc Châu cùng lo đám tang cho A Lê Dũng. Hiện tại, người thân và bạn bè của ông cùng chung tay lo hậu sự. Linh cữu của A Lê Dũng hoàn tại chùa Pháp Hội, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan lúc 23 giờ 30 ngày 27 tháng 12. Lễ động quan diễn ra vào 6 giờ ngày 29 tháng 12, sau đó linh cữu sẽ đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Phong nguyện ngầm hào quang tím mà đề hương nghi mộng cố nghi tánh bụng thân nghi lắm. Nghệ danh an lý dũng quân sân canh dần niên. Phải nghi sân ngày 10 nghi lâm tháng 11 năm quý nghi mão hương thọ thành thế. 70 nghi 40 tuổi đôi lời triều tỉnh hai lời chiêu nghi linh đến hoa diên. Ê ngâm ngò nghe tư cúng mi ngâm dường ngọ cúng mi ngâm thời chúc kê thật chi trai nghi thật kỳ ngơ siêu cầm kỳ nghi ngâm an nghi ngâm còn gia quyết hàm mơ kim lợi nghi lợi vì nguyện thường nghi tâm bảo lực trường bí mật ngôn thứ nhật dạ kim mơ thời qua nghi ngơ lòng pháp hội hai thọ vô nghi giá cam nghi ngộ pháp chi ngơ nghi tàng khuyên truyền thành hiến hương chức đà nghi chăm nhị ngơ tuần chư nghi ngơ điểm nghi ngơ trà hiến nghi ngơ trà phổ lễ hương nghi linh nhị ngơ 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 bái nghi ngơ bình đi thân giai ngơ quỳ lư hương xà nhiệt kỳ pháp giới mong quân chư nghi phật hải hội tất diêu văn ngơ từ xứ kiếp tượng văn nghi thành ý phương minh chư nghi phật hiện toàn thân nghi lâm mô hương văn cán bộ
sơn nghề bất gì công công bất gì sanh sanh tức thì công công tức thì sắc hoa tướng thành tức diệt phục như thì xá lợi tử thì chư bất công tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố công trung vô sắc vô thọ tướng thành tức vô nghi nhàn nhị tỷ thiệt thân nghi vô sắc tinh hương vì xuất pháp vô nhãn giới này chí vô lý tức giới vô nghi vô minh diệt vô minh thần hải chí vô lò tử diệt vô lò tử thần vô cổ thật diệt đạo vô ma tí diệt vô đắc dĩ vô sở đăng cố bồ đề phát đây nghe tình còn lòng trong thương nghi nhớ nhớ đây nghĩa tình ni thân chưa ngờ đây nghĩa tình ni ngờ thân biết con nghi ngờ giờ mới hỏi nghi ngờ ngồi chưa nghi ngờ có biết con nghi giờ mới gặp mặt lại nghi ngờ nhau chưa ngờ chiến đoạn ngâm dương lạnh này ra đi không biết con nghi giờ chứ ngờ không biết bao nhiêu ngờ giờ chuyến nghi đó mới đưa trở nghi ngờ lại vậy ngờ là kể từ nghi ngờ đây hết đời hết đi trong hết ân hết đi ngờ chứ nghi ngờ hết người mình đi ngờ thương chứ nghi ngờ ngờ nghe tôm mì canh dừa muối trứng lòng son dần nghi ngờ cũng chân nghi lên mất như nghi còn trên khói hương này xin Phật người chứ nghi ngờ mình lòng thành của ta nghi ngờ chủ chứ nghi ngờ hơn 70 nghi năm người cống hiến thân nghi này chứ ngờ hơn 70 năm người cống hiến thân nghi này đẹp làm mê sao nay ngờ người đành chép lại chuyện trần ngờ thế quay ngờ về cửa Phật thượng an nghi ngờ vui chứ ngờ trước án ngờ tiền đã bày đủ tiền ngờ nghi ngưỡng mong người giác tánh liệu tri cùng mà nói giảng sanh đường pháp hội tự thọ tư tiến nghi cúng thọ tài hưởng thực thọ nghi ngờ lãnh chúc thực thương qua tăng chủ yến cúng chi ngờ nghi tăng nghi ngờ ngờ khuyến kỳ nghi thành hiến nghi phản hiến nghi ngờ trà sáng hay sáng để cơm để đồ ăn và để ly trà lên. Cặp mơ hiến nghi ngang trà hương linh lai ẩm nghi ngang trà phổ nghi ngờ lợi hương nghi ngờ linh nhị ngờ bái bình thân giai ngờ quỳ kế kinh phòng dài chương ngôn biến tiểu thành đa đề tử hiệp đồng tan nghi chủ cần trình trì tôn nam mô bát bạc các ca nga ra ba lô chi đê tham ba ca tham ba ca hình nam mô tát na tát na nga ra ba lô chi đê tham ba ca hình nam mô tát ba tát ca nga ra ba lô chi đê an nghệ tham ba ca hình nam mô tu ro ba gia tát ca nga ra gia tát diệt tha an tu ro ba nghệ ra tu ro ma ca tu ro ta ba ha nam mô tu ro ba gia tát ta ha ra gia tát diệt tha an nghệ tu ro ma ca tu ro ma ca tu ro ta ba ha nam mô tu ro ba gia tát ta ha ra gia tát diệt tha an nghệ tu ro ma ca tu ro ma ca tu ro ta ba ha an nghệ nam tam ba ba viên nhật ca an nghe nga nga thẳng tâm bà phà viên nhật ca hồng an nghe nga thẳng tâm bà phà tuyệt nhật ra nghe hồng nhất giả lễ kính chư Phật kỳ nhị giảng sinh thắng như lai tam nghe giờ quảng tu cúng dường nghe tứ giả sanh mối nghiệp chư nga ngũ giả tùy nghị công đức lục kỳ giả thịnh chuyển pháp luân nghi thất giả thịnh phật tụ tế nghi bát giả thường tùy phật học cố hệ na giả hàm thượng chúng sanh ni thần giả hộ giai hồi nghi hướng về sanh tây phương tình đồ trung mê cũ phẩm liên hoa di phụ mẫu và cài kiến phần ngộ vô sanh ni bất khối bồ tát
khi bằng lỡ nghe nguyện dĩ tử công đức phổ cầm mơ nhất thiết khi ngà đã giữ chúng sanh ni giai công thành Phật kỳ ngờ đầu Nam Mô A Di Đà Ni Phật phục nguyện nhất thành thượng đạt dạng tội văn A Tiêu nguyện ngờ kỳ siêu nghi đồ cố nghi ngờ tánh ni ngờ quỳnh văn nghi lắm nghệ ngờ danh ni A Ly ngờ dũng quan sanh canh ni dạng niên và nghe sanh quý nghi mẫu ngờ niên hưởng thọ trần thế 70 nghi cuốn tôi vừa nghe rồi bấy nhiêu công đức bấy nhiêu phước kỳ lành bấy nhiêu hương nghi qua nghe thịnh còn thể đang gia hiếu khuyến cùng đối trước án nghi tiền đốt nén tâm mê hương tối nghi hương xong khắp mấy tầng nghi sanh hương cầu trên chư nghi phật tay lâm chứng giác đưa hồn về cõi tịnh nghiệm mơ giúp chốn mãi nghi ngờ mai chương linh nơi sen chính ni ngờ phẩm sanh về phẩm tượng Phật kỳ ngờ mười ngờ phương